Xin chào các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Ngô Đình Hùng. Xin kính chào cô chú và quý anh chị đã đến với chủ video tiếp theo của Khuôn nha. Thì hôm nay Khuôn sẽ chia sẻ với cô chú quý anh chị một cái thông tin và những cái câu hỏi mà cô chú và quý anh chị cũng hay hỏi trước khi mà xây nhà đó. Thì cái vấn đề mà gặp phải trước khi xây nhà đó chính là một cái bản vẽ xin phép. Thì cái bản vẽ xin phép thì Khuôn cũng đã nói nhiều rồi, cái hồ sơ thủ tục để có được một cái bản vẽ xin phép. Và đối với nhà ở nông thôn hoặc là ở đô thị thì cái hồ sơ xin phép nó như thế nào, thì Khuôn đã có một cái video để nói về cái chủ đề đó rồi. Hôm nay thì Khuôn sẽ chia sẻ với cô chú quý anh chị đó là cái bản vẽ hoàn công thì nó sẽ bao gồm những cái gì và nó có tác dụng gì. Thì cái hoàn công thì thật ra nó chính là một cái tài sản gắn liền với đất, đó chính là một cái sổ hồng. Cho nên là cô chú quý anh chị chắc cũng đã nắm được về cái tác dụng của nó rồi. Nhưng mà để mà mình làm được một cái hồ sơ tài sản gắn liền với đất thì mình cần những cái thông tin gì, mình cần những cái hồ sơ thủ tục pháp lý gì, thì Khuôn sẽ chia sẻ cho cô chú quý anh chị để mình nắm được sau này khi mà mình xây nhà xong rồi, hoặc là trong quá trình xây nhà đó thì mình cần phải làm gì để khi mà mình hoàn công nó được thuận lợi. Khi mà mình làm hoàn công thông thường á, thì mình đã có bản vẽ xin phép rồi, mình mới bắt đầu mình triển khai thi công. Và khi mình triển khai thi công là mình có một cái bộ hồ sơ gọi là bản vẽ thi công và bản vẽ xin phép xây dựng. Thì cái bản vẽ thi công á, nó phải bám vào cái bản vẽ xin phép xây dựng, nó phải chính xác từ cái lộ giới, từ cái thông tin nhà của mình là một cái ví dụ như là một trệt hai lầu. Đó, cái trường hợp này là cô chú quý anh chị cũng phải lưu ý nha, nhà của mình là một trệt hai lầu, ban công của mình vươn ra là 1m4, ví dụ như vậy. Khuôn thì đã làm một cái công trình vào lúc năm 2000, là lúc đó mình làm hoàn công rất là khó luôn, lý do là mình xây ít hơn bản vẽ xin phép. Thì câu chuyện đó nó như thế này nè, là khi mà mình xin phép á, là cái ban công nó vươn ra là 1m5, nó dài là 9m, sau đó mới bắt đầu là thay đổi tối ưu cái không gian tí. Mình thấy cái cảm giác cái ban công nó rộng rồi, khách hàng của Khuôn đó là thấy ban công nó rộng rồi cho nên là tự ý điều chỉnh. Thì cái bản vẽ xin phép nó từ 9m dài nó còn 4m5, đó là chỉ là ban công lan can thôi, còn phía bên trong thì hoàn toàn là ok hết, không có gặp vấn đề gì hết, không có thay đổi nhiều, không có thay đổi luôn, chỉ có thay đổi một cái ban công là dài 4m5 thực tế, còn cái lúc mà xin phép nó là 9m. Đó, thì khi mà làm xong xuôi hết rồi, lúc đó thì Khuôn cũng không có để ý cái lúc mà cái bản vẽ xin phép á, thì như cái câu chuyện mà video trước mà Khuôn có chia sẻ là giám sát coi bản vẽ xin phép nó có điều chỉnh. Nhưng mà khi mà bản vẽ thi công thì nó không có cái chuyện đó, mình thì bám vô bản vẽ thi công để mình làm cho tới cuối cùng luôn, là rất là ok về lộ giới, lùi trước lùi sau, bên hông như thế nào, tại vì đó là khu biệt thự á, cho nên là mọi thứ là đều ok hết theo bản vẽ xin phép hết. Nó chỉ có mỗi cái là cái ban công dài 9m trong xin phép thì làm thực tế nó chỉ có 4m5 thôi, mình làm ít lại đó. Nhưng mà khi mà làm hoàn công thì nó cực kỳ khó. Thì cái này là Khuôn chia sẻ để cho cô chú quý anh chị hiểu được, rút kinh nghiệm của cái người khách hàng đợt đó, lần đó là thay đổi từ đầu thì mình phải điều chỉnh bản vẽ xin phép. Mình không điều chỉnh, mình để luôn, khi mà mình làm hoàn công thì nó bị đá giữa cái bản vẽ xin phép và thực tế. Điều đó nó làm cho mình bị vướng, không thể nào mà làm hoàn công được. Thì cô chú quý anh chị cũng lưu ý, khi mà mình xây dựng á, khi mà mình có thay đổi cái gì mình cũng phải bám chặt vào cái bản vẽ xin phép một chút để mình làm thi công. Khi mà mình thi công công trình, mình phải bám chặt vào cái bản vẽ xin phép. Lúc đó thì cô chú quý anh chị làm hoàn công nó rất là dễ. Đó, thì đó là cái lưu ý đầu tiên khi mà mình muốn làm hoàn công cho nó thuận lợi, không có tốn nhiều kinh phí, chi phí. Còn chi phí dịch vụ thì cô chú quý anh chị là phải chấp nhận cái chuyện đó nha. Mình phải chấp nhận bỏ ra một cái chi phí dịch vụ. Thông thường thì nhà thầu có thể là lo, nhưng mà cái đó là do cái công tác của mình lúc mà mình làm hợp đồng á, mình để vào luôn là nhà thầu sẽ lo luôn cái chi phí dịch vụ. Còn nếu không như ở Happy House thì sẽ để cho chủ nhà thuê một cái bên dịch vụ thứ ba. Họ sẽ có những cái mối quan hệ, họ có những cái kết nối á, thì họ làm nó sẽ nhanh hơn, lẹ hơn, và mình dễ dàng để mình đóng thuế, để cái tài sản gắn liền với đất của mình nó được chân chu thuận lợi hơn. Và công ty xây dựng thông thường như Happy House thì sẽ là hỗ trợ cho cái phần là bản vẽ hoàn công. Đó là một trong ba cái mà mình phải chuẩn bị, đó chính là một cái bản vẽ hoàn công.
thì bản vẽ hoàn công nó đơn giản hơn bản vẽ xin phép một chút, đó chính là mình chỉ cần là mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nó phải khớp với cái bản vẽ xin phép. Cái thứ hai nữa đó chính là cái họa đồ vị trí mình cũng phải đưa vào, đó là cái bản vẽ hoàn công mình phải lưu ý. Thì cái đó thì tất cả những cái anh em nhà thầu họ hiểu được, họ nắm được thì họ sẽ vẽ một cái bản vẽ hoàn công thì không có vấn đề gì hết. Cho nên là cô chú quý anh chị yên tâm cứ gửi gắm cái phần đó cho nhà thầu họ làm. Mình chỉ quan tâm tới là khi mà mình tính tới cái phát sinh á, như cái độ vuông ban công khách hàng của khu mới vừa nói đó, thì mình phải lưu ý cái chỗ đó để khi mình làm hoàn công thì nó sẽ dễ hơn. Có điều chỉnh gì đó là mình phải điều chỉnh luôn bản vẽ xin phép, nó rất là cực. Cho nên là mình phải thống nhất ngay từ đầu và mình thi công cũng đúng như vậy luôn. Đó là cái đầu tiên là cái hồ sơ hoàn công, nó bao gồm là một cái là bản vẽ hoàn công nè. Cái thứ hai đó chính là cái bản vẽ xin phép. Mình có bản vẽ xin phép ban đầu rồi mình phải nộp lại là bản gốc luôn. Đó là nó kèm vô cái bộ hồ sơ, là cái bản vẽ xin phép của mình nó có tác dụng là trong quá trình mình thi công xây dựng, sau khi mà mình làm thủ tục hoàn công mình phải nộp cái bản vẽ hồ sơ xin phép đó để mình làm cái thủ tục hoàn công. Đó là hai, một cái là bản vẽ hoàn công, cái thứ hai là bản vẽ xin phép, và cái thứ ba đó chính là cái hóa đơn đầu vào. Thì khi mà mình nộp lên cho cơ quan thuế á, họ sẽ đánh giá và họ sẽ có cái mức độ ra cái chi phí cái căn nhà của mình bao nhiêu để họ xác định được là cái thuế mình đóng là bao nhiêu. Thì trong đó họ sẽ có yêu cầu những cái hóa đơn đầu vào của gia chủ, chủ nhà. Thì cô chú quý anh chị cũng lưu ý là khi mà mình thuê đơn vị thi công thì mình cũng phải yêu cầu họ phải cung cấp những cái hồ sơ đó, những cái hóa đơn đầu vào đó, để khi mà mình nộp là mình kèm vào mình nộp luôn. Đó là ba cái quan trọng nhất. Và cái thứ tư là cái chi phí mà Khung nói đó, là một cái chi phí dịch vụ. Mình ký một cái đơn gọi là ủy quyền để cho một cái đơn vị. Thông thường thì Khung sẽ làm là một cái anh ở phòng luật sư, bên phòng luật sư đất đai, anh sẽ hỗ trợ cái phần đó. Mình giới thiệu anh đó cho chủ nhà để làm cái dịch vụ thì nó cũng rất là đơn giản. Hồ sơ đồ xong xuôi hết rồi, mình đầy đủ hết, thì tới cái ngày là cô chú với anh chị là chỉ có đi lên để mình đóng thuế thôi. Đó là coi như là đã xong cái vấn đề hồ sơ thủ tục hoàn công. Còn cái tác dụng của cái hoàn công thì thông thường nếu như mà cô chú quý anh chị muốn làm để cho nó hợp chuẩn hợp quy á, mình làm để cái tài sản gắn liền với đất, thì thông thường thì là hầu hết là những anh chị mà làm bất động sản thương mại á, xây nhà bán, thì họ sẽ làm rất là kỹ cái phần đó. Họ xin bản vẽ xin phép, chỉnh chu hết, xây nhà đồ xong, họ làm tài sản gắn liền với đất, thì lúc đó cái tài sản của mình nó sẽ có giá trị. Tại vì khi mà mình không làm hoàn công, cái tài sản của mình chưa gắn liền với đất á, thì cái giá trị nó chỉ nằm ở là cái giấy đất và tách rời với cái căn nhà thôi. Còn khi mà mình làm hoàn công rồi, mình có sổ hồng rồi, thì lúc đó tài sản của mình sẽ gắn liền trên cái giấy đất của mình luôn. Sau này thí dụ như cái khu đất của cô chú quý anh chị nó có quy hoạch gì đó thì cơ quan mà quản lý và gọi là đền bù á, thì họ sẽ tính luôn cái căn nhà của mình trên cái miếng đất đó, thì nó có cái giá trị, nó sẽ tính luôn cái giá trị của cái căn nhà của mình, tính luôn cái giá trị của cái miếng đất, cộng hai cái đó lại. Còn nếu như mà mình không làm hoàn công thì chỉ có giá trị của căn nhà thôi. Và những cái anh em bất động sản mà khi mà làm á, thì họ cũng phải làm tài sản liền với đất, nếu không thì giá trị nó chỉ có cái giấy đất, cái giá trị là cái miếng đất, sau đó là tặng cái căn nhà, thì nó sẽ không có cái giá trị bằng là tài sản liền với đất đó. Thì Khuôn chia sẻ cái câu chuyện này để cho cô chú quý anh chị nắm được và biết được là cái tác dụng của cái hồ sơ hoàn công, và để mình làm cái gì, mục đích của mình là gì, và nó có những cái yếu tố cần thiết nào. Hy vọng là video ngắn này có thể chia sẻ được cho cô chú quý anh chị những cái thông tin bổ ích để cô chú quý anh chị có thể áp dụng và lưu ý thực hiện cho nó đúng cái quá trình thi công, cũng giống như là từ cái khâu ban đầu làm bản vẽ xin phép để khi mình làm hoàn công nó thuận lợi hơn. Cảm ơn cô chú quý anh chị đã ủng hộ kênh Khuôn và quan tâm trong thời gian vừa qua. Nếu như cô chú quý anh chị có những cái vấn đề gì thắc mắc có thể để lại dưới comment, và đừng quên chia sẻ video này cho những người thân, gia đình, bạn bè mà họ chuẩn bị xây dựng hoặc là đang trong quá trình xây dựng để nắm được, hiểu hơn về cái tác dụng của cái bản vẽ hoàn công, cũng giống như là những cái hồ sơ thủ tục của hoàn công bao gồm những cái gì. Cảm ơn cô chú quý anh chị đã xem video.